thời gian của đội kiên quyết bắt đầu. Chửi lây luôn á dạ. Anh sợ bỏ tội. Tội gì? Dạ ơi. Trời ơi. Cái gì mà nứt trong đây? Trời quá đáng thì luôn. Nứt trong đây. Em ăn hết cái rổ trứng rồi dạ. Em đói. Em quay chương trình không cho ăn cơm, em đói. Mốt cái.